ta làm bài tập thứ nhất. Tìm các căn bậc 2 số học của mỗi số sau, rồi từ đó suy ra căn bậc 2 của chúng. Số thứ nhất là 121. Trước hết là ta tìm căn bậc 2 số học của 121. Căn bậc 2 số học của 121 đó là căn của 121. Ta biết rằng là 11 mũ 2 thì bằng 121. Như vậy căn của 121 sẽ là bằng 11. Vì 11 bình phương lên bằng 121. Từ đó ta sẽ suy ra căn bậc 2 của 121, đó là 11 và âm 11. Căn bậc 2 của 121 là hai số đối nhau, đó là 11 và âm 11. Tiếp theo ta tìm căn bậc 2 số học của 225. Căn bậc 2 số học của 225 đó là căn 225. Và 225 ta biết là bằng 15 bình phương. Như vậy căn của 225 chính là bằng 15. Như vậy từ đó ta có các căn bậc 2 của 225 đó là 15 và -15. Là 15 và -15. Tìm căn bậc 2 số học của 400. Căn bậc 2 số học của 400 là bằng 20. Bởi vì 20 mũ 2 là bằng 400. Như vậy từ đó ta suy ra các căn bậc 2 của 400 đó là 20 và -20. Tiếp theo ta làm bài tập số 2.